Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 42 cô gái Thiên Chủ Quang hội duyên vào thật tướng. Thiên Chủ Quang là bi trí thắng dụng, quang tịnh tự tại nghĩa là phá tối. Thánh nữ Thiên Chủ Quang ở cõi trời Tam Thập Tam, tức là cõi trời Đao Lợi, Ma Già Phu Nhân bỏ hóa chỗ sinh thiên vậy. Liền biết Ma Già Phu Nhân chẳng phải một mình ở cõi trời, nên phổ kinh có nói rằng ở thành Ca Tỳ La vậy. Thiện tài đi đến cung trời, thấy vị thiên nữ đó, bèn đảnh lễ đi nhiễu quanh bên phải, chắp tay đứng ở trước vị thiên nữ bạch rằng: Đức Thánh, con từ trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Thiên nữ đáp rằng: Thiện nam tử, ta đắc được Bồ Tát giải thoát tên là Vô Ngại Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Thiện tài đồng tử chiếu theo sự chỉ thị của Ma Gia Phu Nhân đi đến cung trời Tam Thập Tam, thấy vị thánh nữ Thiên Chủ Quang đó, bèn đảnh lễ đi nhiễu quanh bên phải vô số vòng, chắp tay cung kính đứng ở trước vị thánh nữ bạch rằng: Bạch Đức Thánh, con từ trước đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe Ma Gia Phu Nhân giới thiệu, nói Đức Thánh khéo chỉ dạy chúng sinh, cho nên xin Ngài hãy vì con mà nói nghĩa lý này. Thánh nữ Thiên Chủ Quang đáp rằng: Thiện nam tử, ta đã được giải thoát tam muội Bồ Tát tên là Vô Ngại Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm, dùng một niệm vô ngại trí quán khắp ba đời đều hiện rõ, mà không có quá khứ vị la hiện tại, không lìa niệm khác vì niệm thanh tịnh. Niệm Phật công đức có ích bi trí nên gọi là trang nghiêm. Thiện nam tử, ta nhờ sức giải thoát này mà nghĩ nhớ lại quá khứ có kiếp tối thủ thắng tên là Thanh Liên Hoa. Ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Các đức Như Lai đó từ lúc ban đầu xuất gia ta đều thờ phụng, hộ trì cúng dường, tạo tăng già lam, sắm sửa vật dụng. Lại nữa, chư Phật đó từ lúc làm Bồ Tát ở trong thai mẹ, lúc đản sinh, lúc đi bảy bước, lúc đại sư tử hống, lúc còn nhỏ ở trong cung, lúc hướng về cội Bồ Đề thành chánh giác, lúc chuyển bánh xe pháp, hiện Phật thần biến, giáo hóa điều phục chúng sinh. Tất cả những việc làm như vậy, từ lúc ban đầu phát tâm cho đến lúc pháp diệt tận, ta đều nhớ rõ, không có sót thừa, thường hiện ra ở trước, nhớ trì không quên. Thiện nam tử, ta nhờ sức giải thoát này mà nghĩ nhớ lại quá khứ có kiếp tối thủ thắng tên là Thanh Liên Hoa. Ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát sông Hằng. Các đức Như Lai đó từ lúc ban đầu xuất gia, ta đều thờ phụng, hộ trì cúng dường các ngài. Lại vì các ngài tạo tăng già lam chỗ ở của chư tăng, lại vì các ngài sắm sửa tất cả vật dụng cần dùng. Lại nữa, chư Phật đó từ lúc làm Bồ Tát ở trong thai mẹ, lúc đản sinh, lúc đi bảy bước, lúc đại sư tử hống, lúc còn nhỏ ở trong cung, lúc hướng về cội Bồ Đề thành chánh giác, lúc chuyển bánh xe pháp, lúc thị hiện Phật thần biến, lúc giáo hóa điều phục chúng sinh. Tất cả những việc làm như vậy, từ lúc ban đầu phát tâm cho đến lúc pháp diệt tận, ta đều nhớ rõ ràng, không có sót thừa, những cảnh giới đó thường hiện ra ở trước, nhớ chỉ không quên mất. Lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Địa, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi, 10 sông Hằng. Lại kiếp quá khứ tên là Diệu Đức, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi, một Phật thế giới. Lại kiếp quá khứ tên là Vô Sở Đắc, ta ở trong kiếp đó cúng dường 84 ước trăm ngàn na do tha chư Phật Như Lai. Lại kiếp quá khứ tên là Thiện Quang, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề. Lại kiếp quá khứ tên là Vô Lượng Quang, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như cát 20 sông Hằng. Lại kiếp quá khứ tên là Tối Thắng Đức, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát 1 sông Hằng. Lại kiếp quá khứ tên là Thiện Bi, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát 80 sông Hằng. Lại kiếp quá khứ tên là Thắng Du, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát 60 sông Hằng. Lại kiếp quá khứ tên là Diệu Nguyệt, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát 70 sông Hằng. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Địa, ta ở trong kiếp đó từng cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi 10 sông Hằng. Ta lại nghĩ nhớ kiếp quá khứ tên là Diệu Đức, ta ở trong kiếp đó cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi một Phật thế giới. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Vô Sở Đắc, ta ở trong kiếp đó cúng dường 84 ước trăm ngàn na do tha chư Phật Như Lai. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Quang, ta ở trong kiếp đó
Cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đề. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Vô Quang, ta ở trong kiếp đó. Cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như cát 20 sông Hằng. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Tối Thắng Đức, ta ở trong kiếp đó. Cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát một sông Hằng. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Bi, ta ở trong kiếp đó. Cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát 80 sông Hằng. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thắng Du, ta ở trong kiếp đó. Cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát 60 sông Hằng. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Diệu Nguyệt, ta ở trong kiếp đó. Cúng dường chư Phật Như Lai nhiều như số cát 70 sông Hằng. Thiện Nam Tử, ta nghĩ nhớ số kiếp nhiều như số cát sông Hằng như vậy, ta thường không bỏ chư Phật Như Lai ứng chánh đẳng giác. Ta từ chỗ tất cả các Như Lai đó nghe được giải thoát Bồ Tát Vô Ngại Niệm thanh tịnh trang nghiêm, thọ trì tu hành luôn không quên mất những kiếp trước kia như vậy. Hết thảy Như Lai từ lúc ban đầu làm Bồ Tát cho đến pháp diệt hết, tất cả những việc làm ta nhờ sức giải thoát tịnh trang nghiêm đều tùy theo nghĩ nhớ thấu rõ hiện tiền, thọ trì tu hành chưa từng lười bỏ. Thiện Nam Tử, ta nghĩ nhớ số kiếp nhiều như số cát sông Hằng như vậy, ta thường gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, không bỏ chư Phật Như Lai ứng chánh đẳng giác. Ta ở chỗ đạo tràng của tất cả các Như Lai đó nghe được pháp môn giải thoát Bồ Tát Vô Ngại Niệm thanh tịnh trang nghiêm rồi, thọ trì pháp môn đó, tu hành pháp môn đó luôn không quên mất. Giống như chúng ta tu trì 42 thủ nhãn phải thọ trì mỗi ngày, không thể gián đoạn. Mỗi ngày tu trì pháp này thì thọ trì, tu trì pháp này thì đừng khởi vọng tưởng, chuyên tâm nhất trí, tức là tu hành. Vĩnh viễn không quên mất, tức đắc được lợi ích của pháp, có công đức không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả. Thánh nữ Thiên Chủ Quang nói, những kiếp trước kia, nhiều như số các sông Hằng như vậy, trong mỗi kiếp có bất khả thuyết chư Phật Như Lai. Các ngài từ lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề cho đến lúc Phật Pháp diệt hết, thời đại mạt Pháp, tất cả hết thảy những việc làm, ta nhờ sức giải thoát tịnh trang nghiêm, đều tùy theo sự nghĩ nhớ, thấu rõ Pháp của các ngài nói, thảy đều hiện tiền, ta y Pháp tu hành, chưa từng khi nào lười biếng, phế bỏ. Thiện Nam Tử, ta chỉ biết giải thoát vô ngại niệm thanh tịnh này, như các đại Bồ Tát thoát khỏi đêm dài sinh tử, sáng suốt thấu rõ vĩnh liệt si tối, chưa từng mê ngủ, tâm không bị che chướng, thần luôn nhẹ nhàng, nơi các pháp tánh thanh tịnh tỏ ngộ, thành tựu mười lực khai ngộ quần sinh, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện Nam Tử, ta chỉ biết pháp môn giải thoát vô ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm này, như nói về các đại Bồ Tát đã thoát khỏi đêm dài sinh tử, sáng suốt thấu rõ tỏ ngộ, vĩnh liệt ngũ si đen tối, chưa từng mê ngủ, tâm không bị năm cái che chướng, thân luôn nhẹ nhàng, tức là chẳng có chút phiền não nào. Năm cái tức là 1. Tham dục cái, 2. Sân khỏe cái, 3. Thủy miên cái, 4. Trạo hối cái, 5. Nghi pháp cái. Đối với tự tánh của tất cả các pháp vừa thanh tịnh vừa tỏ ngộ, thành tựu mười lực của Phật: 1. Trí lực tri giác xứ phi xứ, 2. Trí lực biết nghiệp báo ba đời, 3. Trí lực biết các thiền giải thoát tam muội, 4. Trí lực biết các căn thắng liệt, 5. Trí lực biết đủ thứ sự hiểu biết, 6. Trí lực biết đủ thứ cõi, 7. Trí lực biết tất cả trí xứ đạo, 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại, 9. Trí lực biết túc mạng vô ngại, 10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí, khiến cho tất cả chúng sinh đều được khai ngộ, đắc được đại trí huệ. Đối với những pháp môn này, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện Nam Tử, ở trong thành Ca Tỳ La, có vị đồng tử sư tên là Biến Hữu. Người hãy đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh tu Bồ Tát đạo. Thiện Nam Tử, ở trong thành Ca Tỳ La, có vị sư phụ đồng tử tên là Biến Hữu. Người đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử nhờ nghe pháp nên hoan hỷ nhảy nhót, căn lành không nghĩ bàn, tự nhiên thêm lớn. Thiện tài đảnh lễ thánh nữ, đi nhiễu quanh vô lượng vòng rồi từ tại mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử nhờ sự nghe pháp nên hoan hỷ nhảy nhót vui mừng, căn lành không nghĩ bàn của ngài tự nhiên tăng thêm rộng lớn. Thiện tài đảnh lễ thánh nữ Thiên Chủ Quang, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng rồi từ tạ thánh nữ mà đi, bèn từ cung trời trở về nhân gian, đi đến thành Ca Tỳ La để thưa hỏi đồng tử sư Biến Hữu.